Kính thưa các quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt mang đậm nét nghệ thuật tâm linh. Đó là nghệ thuật diễn tấu ca nhạc chầu văn, hay còn gọi là nghệ thuật hát hầu bóng, hầu đồng trong dân gian, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, vừa rộn ràng, vừa huyền ảo, uyển chuyển theo từng điệu múa nhịp nhảy mà cũng rất thanh tao. Nó giúp cho con người ta thoát đi những trần tục để hướng tới cái chân, cái thiện, cái mỹ, cái đức ở dương gian. Vui ngọc hoàng,
Quế lĩnh ghế bốn phủ, xin phép thân pháp sư pháp văn như là Phật để cộng đồng được vào các tế hậu thánh trong lúc đền nhỏ ngõ hẹp trong lúc hậu thánh. A Di Đà Phật, ngân sứ còn eo hẹp thì mong mọi người hoan hỉ. Nam mô A Di Đà Phật. Văn. Thank you.
tiên xuất thiên cung phụng bái đạo bất chi thay thay cầu đạo cầu bình an quả thực nghi sức nên nay tiếp nắng dài quả thực nghi sức nên nay lòng tin mãi thịnh nghi chúa thiên là ngôi cao chức vị ở trên trời sự chỉ một phương thì tiên ai văn thịnh lời mô đề nhất chúa tiên ai sắc phong chê thắng mi sơ loạn đạo vật cát quân quê đất phổ dày vật cát đi thôn quê biển thiên bản nhà lê mô đệ tất cả chặt đối nhang xa nhiệt pháp sư mong muốn sư thật tài ơi tất sao văn thủy sư kết đường vân thành y phương ngân sư phật hiện toàn thân nam vô hình vân cây bồ tát ma tát nam vô hình vân cây bồ tát ma tát nam vô hình vân cây bồ tát ma tát thất gia hồi cung đề nghị chúa tiên ai văn thịnh mời nô đề nghị chúa tiên ai như xưa nay đáo trong đền để sống sống thương mẫu đẹp hình dòng nhan sắc phi thường dạ danh đòi một hoa vương mẫu vẹn mười bồ di đà phật chín đàn hai ngày nô nhiệt nhiên đang xa phu từ mẫu nương vô hòa đời đắc thành nàng chỉ tâm kim tương nhất chu biến thập phương nam vô hương vân cây bồ tát ma tát nam vô phong nghi tả
Vạn mãi hàng ngàn xa lạ.
lệnh truyền nhất độ hàng văn xưa tương lai dâng lên văn giới tương lai ngày về tận tối chúa tên dành về tên bạch hồ trường sinh chưa phú chữ quý khang định thọ trường về cho sức mạnh khang cường dân thôn bản hạ chúng con lão thập phương
ra được mạnh khỏe, trẻ bình an, cầu phúc na chiêu tài tài đá. Các hướng các tiểu bản thôn chúng con, tài nguyên tài nước, tài sách tài cặp, học tốt chữ hay thi tài đắc cử. Để tổ con tấu thỉnh với thánh ông, để làm đám hương, nhà lại vàng tam thế ngọc cho bách đại. Trong họ chúng con được nở an di đà Phật. Các vật đương thời, khoa thực văn mời. Thánh ông ta lai đáo tử trung giáng ngự đầu đồng, giáng đền giáng phủ giáng đủ nô nhang, quân phủ quốc thái dân an, vũ thuận phong điều, muôn dân an lạc sự. Ta chứng tâm cho pháp sư pháp văn, tay quỳnh tay quế lính thuế tứ phủ. Ta chứng tâm cho các thanh đồng đạo quan, đồng già lính cự, đồng trẻ lính tân, các thủ nhang đồng đền đồng điện. Ta chứng tâm cho họ Nguyễn nhất tâm cửa Phật, thật tâm cửa thành sớm chiêu triều mộ, cửa đình thần tam tứ phủ. Ta độ cho dân thôn bản hạ, phúc ai lập đấy, nhà nào phúc đấy ha. Phương bản cảnh
đền thờ xuôi áp ma thanh nghe cảnh nghề phong nghe thú nấm nấm nghề tuyền cảnh nghề là xuất sau đuôi bên long lòng hồ trầu thank you.
mình em bạch bạch từ từng câu cùng văn con na đàn hát nguyện cầu chú bà lai răng ngỡ đầu 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 nhất nhất Chúa cứu nghe tin ta sáng nghe soi bình đời chúa đẹp đẹp.
tình nghi cấm mê hướng lập đền sắc nghi phong nghi bàn cảnh nghề chúa bà làm năm phương đền thờ chúa âm thanh nghe cảnh phong nghi thu năm năm tung nghề có là xuân sau đuôi bên nong nong hồ sâu vào thank you.
Quy linh chúc chi
thường đức đức tinh 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 xuống thác nghĩa thì sao
đức đức gồm mẹ công giúp hòa mạc mời bẩm sinh ngũ thái thái ngờ từ chất chất nông giúp nhà quốc thị thủ mời thái tử vương vương quan kia phương mới diệt bạo đăng trang khác thương ngờ
Thank you.
tuyệt vời về nơi hoài phố. Sóng thân đai mũ vào quỳ tâu, sắm đi ba đồng đi tử theo hầu, vào tâu phương phù xa chầu đức mẫu. Đồng tử đi theo hầu, vào tấu vương phụ ra chầu.
trình giang biên trình giang biên giang ngập lai nắng núi bằng ông sáng sáng non sông na tóc buôn thủy cục đầu đệ đệ tam thái tử giang sinh ngôi đệ dòng
chuyện phát linh quan quan về chuyện phát linh con tả cơ hữu đồ xa ban đấu đàn quân truyền quân cổ đối hà vạn vạn võ đôi hăng đánh chiến tăng võ đôi hà thiên binh vạn mã tăng ngàn kéo ra lệnh chiến tội phạt cơ nên thương nay phang số sống nên quan về tàu núi chép biên rõ ràng phê cho đệ tử đi nga đôi chữ chuộc sinh về cho đệ tử trang sinh chữ phú chữ quý được định thọ chuộc về cho sức mạnh khang cường mở cầu nên yết đường năm năm tài để ta bụng mùa vật hà tăng hoa dâng lên tài mã kim ngân qua ba tuần tông tối chúa tên vạch vạch về tên đều từ ta xích xích ngon sông sông hà niên chỉ núi núi tan tách đồng dẹp bắt dẹp quân bão tan thank you.
sắc sáng Hãy
đôi sao Trách kia tổng đo cấp quá lớn toàn mãi mãi còn đổi chất phong vật đi ngự đồng ban phép giúp
dân quan trừ là tiếng tách thương ngàn tiếng tiếng nghi dâng
sớm đi trăng cầm bề thui hồ đang về châu quyền cho cái tam quay mình ngàn châu chỉ để tận nghề khe suối một đề bầu thiếu vô xa
cắt dọc dài, kỷ tai dọc cắt dọc dài, tay cầm bó đúc chất chất đi hai sao, nhật dọc kinh đẹp đẹp sao bóng đổ gần chiều cao.
sung vang, đem cho trăm họ giàu sang đời đời, đem cho trăm họ thịnh đời đời giàu sang. Đèn tỏ 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 hoan ý, giác đèn hôm nay trên ngàn gió cuốn rung rung cây. Thank you.
Bước bước như tôi.